cực vui, Malaysia liên tiếp đón tin buồn trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tỏ ra quan ngại về tình hình chấn thương của những trụ cột đội tuyển Malaysia. Trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia liên tục tổn thất lực lượng và điều này khiến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thêm phần lo lắng. Hiện nhiều trụ cột của Malaysia đang bị chấn thương, trong đó có Azam Azin, Daniel Amir, Patiban, Sarun Seth và Adul Halim. Trường hợp của Azam Azin là nặng nhất và nhiều khả năng không kịp hồi phục trước ngày sang Việt Nam. Mới nhất, chân sút chủ lực Saren Fikri cũng bị đau và phải bỏ dở buổi tập. Đội tuyển Malaysia đang gặp phải khó khăn về nhân sự khi thiếu 5 cầu thủ chủ chốt vì chấn thương. Đó là Abdul Halim Sari, Patiban, Brendan Gan, Sarun Mot Seth và Nod Azam Adu Azi. Đa số họ đều cần nhiều ngày nghỉ để bình phục, huấn luyện viên Tang Cheng Hoe nói với giới truyền thông. Chúng tôi hy vọng Azam là một phần trong đội hình sang Việt Nam. Cậu ấy chơi ấn tượng từ đầu chiến dịch vòng loại World Cup. Tôi triệu tập Azizan Nordin lập phương án dự phòng nếu Azam không thể trở lại. Huấn luyện viên Tang tiết lộ tình hình nội nhà. Huấn luyện viên Tang Cheng Hoe cũng cho biết, sau trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Sri Lanka ngày 5 tháng 10, ông sẽ chọn ra đội hình phù hợp để đấu với đội tuyển Việt Nam. Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia đang có được 3 điểm sau trận thắng đội tuyển Indonesia 3-2 và thua đội tuyển UAE 1-2. Đội hình hiện tại vẫn chưa là chính thức, chúng tôi cần thêm nhiều bài test nữa để chọn ra những cái tên chất lượng nhất. Trận gặp Việt Nam là một trận đấu quan trọng, mọi sự chuẩn bị đều sẽ không thừa, huấn luyện viên Tan Chen Wei nói. Vào ngày 10 tháng 10 tới, Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội sau trận chung kết AFF Cup 2018. Trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sau hai lượt trận là 3-2 và lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Đừng để thầy trò ông Park bị phạt ở trận tiếp Malaysia. Các đơn vị an ninh đều khẳng định kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động, có phương án phòng ngừa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Ngày 10 tháng 10, thầy trò Park Hang-seo sẽ tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Từ sau vụ bắn pháo sáng tai tiếng trên sân Hàng Đẫy ở sân chơi V-League, ban tổ chức cho biết yếu tố an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu và kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân. Có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Sân Mỹ Đình ở trận vòng bảng AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam cũng tiếp Malaysia từng bị phân tử quá khích đốt pháo sáng và ném vật lạ xuống sân, nhưng lực lượng an ninh đã nhanh chóng xử lý, không để bị phạt. Trước đây, VFF từng bị AFC phạt vì lỗi đốt pháo sáng của cổ động viên Việt Nam và nếu tái diễn, thầy trò ông Park sẽ không tránh khỏi vạ lây. Trước trận tái đấu ở vòng loại World Cup 2022, VFF đã tổ chức cuộc họp về công tác bảo vệ an ninh, an toàn với sự tham dự của đại diện các đơn vị công an liên quan, đại diện lãnh đạo khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Theo VFF, các thành viên đều thống nhất tập trung đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho sự kiện, bao gồm an ninh, an toàn cho các quan chức làm nhiệm vụ của trận đấu, đội khách. Đặc biệt, vấn đề pháo sáng đã được các thành viên thảo luận cụ thể. Đại diện các cơ quan an ninh cho biết sẽ có những biện pháp cụ thể để theo dõi và xử lý nếu có thể nói pháo sáng đang bùng phát như một vấn nạn trên sân cỏ bóng đá trong nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn, thậm chí là tính mạng của những người đến sân cổ vũ các thành viên của sự kiện. Không chỉ vậy, điều này đang khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quốc tế. Ban tổ chức kêu gọi các khán giả hãy tới sân cổ vũ văn minh để các cầu thủ yên tâm cống hiến những trận cầu đẹp mắt và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, cuộc họp rất chú ý đến việc bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ cổ động viên Malaysia. VFF cung cấp các lịch hoạt động của các đoàn quan chức, đội bóng Malaysia cũng như các kế hoạch bán, trả vé cho cổ động viên, thương binh, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi tập huấn cho các lực lượng tham gia kiểm soát bảo vệ, có biển chỉ dẫn tại sân vận động để khán giả thuận lợi cho việc di chuyển vào sân. Cuộc họp đưa ra những phương án trước, trong và sau trận đấu để chống ùn tắc, thoát hiểm. Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ. Các đơn vị an ninh cho biết sẽ phối hợp chặt với ban tổ chức để kiểm tra, kiểm soát phục vụ sự kiện, kiên quyết ngăn chặn các đối tượng quá khích, gây rối đòi mua vé trong trụ sở VFF. Bên cạnh sự hỗ trợ của các đơn vị công an, VFF sẽ tiếp tục sử dụng một đơn vị bảo vệ cùng tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu. Văn Hậu nhận tin sét đánh từ huấn luyện viên Hirin Vin trước ngày về Việt Nam hội quân. Khả năng Văn Hậu ra sân là không lớn, dù có được cho ngồi dự bị đi chăng nữa, cầu thủ đá cánh trái của Hirin Vin đang chơi khá ổn định.
Cách đây ít ngày, câu lạc bộ SC Hiddenwin đã có trận thắng đậm ngay trên sân của Venlo với tỷ số 3-0 ở vòng 8 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đó là trận đấu mà Đoàn Văn Nậu chỉ có thể sắm vai một khán giả bất đắc dĩ. Ngày 4 tháng 10, tờ báo Lowrider Koran của Hà Lan đã đăng tải những phát biểu mới nhất của huấn luyện viên Johnny Jansen bên phía SC Hiddenwin. Nhà cầm quân này khẳng định một thông tin quan trọng, đó là ông sẽ giữ nguyên đội hình ở trận trước khi SC Hiddenwin tiếp đón Pek Jawor tại vòng 9. Rạng sáng ngày 6 tháng 10 giờ Việt Nam, huấn luyện viên Johnny Jansen khẳng định, tuần trước chúng tôi đã thắng đậm Venlo 3-0, tôi không có bất kỳ một lý do nào để thay đổi đội hình so với trận đấu đó vào cuối tuần này. Bây giờ toàn đội đang hướng tới một chiến thắng đầu tiên trên sân mà AB Lestra ở mùa giải năm nay. 4 trận trước khi chơi ở sân nhà, chúng tôi đều chỉ có được kết quả hòa. Jiguler có thể gây khó khăn cho chúng tôi. Họ có Reza, Gochan Zehan và Dennis Johnson. Hai cầu thủ từng khoác áo Hiddenwin và rất hiểu chúng tôi. Jiguler cũng muốn giành kết quả tốt và phần việc của Hiddenwin là lên đấu pháp hợp lý nhất cho trận đấu tới. Như vậy, Văn Hậu có quá ít cơ hội được ra sân, dù chỉ là từ ghế dự bị. Trước đó, hậu vệ người Thái Bình mới thi đấu 2 trận ở đội dự bị của Hiddenwin và bắt đầu để lại một số dấu ấn nhất định. Theo kế hoạch, thì sau trận đấu của Hiddenwin gặp Jiguler vào hôm nay, Văn Hậu sẽ rời Hà Lan để về Việt Nam, hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho 2 trận thuộc vòng loại World Cup gặp Malaysia mùng 10 tháng 10 và Indonesia 15 tháng 10. Vòng loại World Cup 2022, quên! Thì trận đầu tiên chúng ta đá với Thái Lan thì đấu hòa, tỷ số không đều. Những phút cuối thì hú vía khi mà Subhachok đã có pha thoát xuống cực kỳ nhanh. Nhưng rất may là Văn Lâm đã cản phá kịp thời. Thì sắp đến sẽ là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Nếu chúng ta không có kết quả tốt thì rất khó để có thể vượt qua được vòng loại thứ hai. Nhưng mà nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ rất nhiều cơ hội. Malaysia cũng đã có một trận thắng trước Indonesia khi lội ngược dòng với chiến thắng 3-2 và thất bại trước UAE với tỷ số 1-2. Thái Lan cũng đã có được 4 điểm khi mà đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 và hòa Việt Nam không đều. Thì các bạn nghĩ đến trận tiếp theo thì Việt Nam đá với Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, chúng ta sẽ được các bạn dự đoán là tỷ số sẽ là bao nhiêu? Mình dự đoán sẽ là chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Ngày ghi bàn đầu tiên sẽ là Công Phượng. Đó, các bạn có thể dự đoán nhá. Ở trong khi đó thì hiện tại bây giờ đang là UAE đang đứng thì mình biết UAE mới được có 3 điểm đúng không? UAE đá với Malaysia với chiến thắng 2-1. Thái Lan có 4 điểm. Việt Nam mình chỉ có 1 điểm. Trận tiếp theo sẽ là trận tiếp đón Malaysia sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Okay, đây là xung quanh cảnh tượng xung quanh nhà mình đang gạt rồi. Ok, thì mình làm đây là những cái tin tức bóng đá cho mọi người có thể nắm rõ. Khi mà về lực lượng thì đội tuyển Malaysia đã mất 3 trụ cột, nhưng họ sẽ tăng cường đó là từ 4 ngoại binh cho đội tuyển quốc gia. Malaysia đã tăng cường 4 ngoại binh, 4 cầu thủ nhập tịch. Đó, trong khi đó thì Việt Nam đã mất đi rất nhiều cái tên như là tiền vệ Lương Xuân Trường, Bí Thiết Gia Trọng, Mạc Hồng Quân, Võ Huy Toàn, thủ thành Nguyên Mạnh, rất là nhiều. Vẫn mong chúng ta thủ thành thì chúng ta sẽ có Đặng Văn Lâm. Tiền vệ thì có rất nhiều như Hùng Dũng, Huy Hùng và Tuấn Anh. Và tiền đạo thì Công Phượng, Văn Toàn, Anh Đức, rất là nhiều. Đây, quê mình đang gặt nhá. Ok, thì trận tiếp theo sẽ là Việt Nam gặp Malaysia. Chúng ta cùng chờ xem là Việt Nam có đánh bại được Malaysia không nhá. Mình đoán là sẽ thắng 3-1. Các bạn hãy dự đoán nhá. Đó, mình làm tin tức và đội hình, lực lượng của hai đội cho mọi người nắm rõ nhá. Ok, thì chúng ta cũng mong là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhá. Ok, vlog của mình đến đây kết thúc nhá. Huấn luyện viên Đức Thắng, Trọng Hùng ở đội tuyển Việt Nam sẽ còn hay hơn cả Phan Văn Đức.
Vị cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa tự tin cho biết cậu học trò của mình Nguyễn Trọng Hùng sẽ còn có thể xuất sắc hơn cả đàn anh Phan Văn Đức khi lên tuyển Việt Nam. Sau hơn 2 tuần tập luyện, chiều qua 4 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 24 cái tên được sử dụng để chuẩn bị cho các lượt trận thứ 2 và thứ 3 vòng loại World Cup 2022. Điều gây bất ngờ nhất trong bản danh sách này chính là việc nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa lên 2 cầu thủ trẻ từ đội tuyển U22 gồm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng. Nếu Tiến Linh đã từng đá chính ở trận gặp Thái Lan hôm 5 tháng 9, thì Trọng Hùng lại là dấu hỏi lớn. Cầu thủ sinh năm 97 này mới chỉ được phát hiện ở mùa giải năm nay, nhưng nhanh chóng chiếm được vị trí ở đội U22 và giờ được cất nhắc lên cả đội tuyển quốc gia. Chia sẻ khi hay tin cậu học trò cũ của mình được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Thanh Hóa, ông Nguyễn Đức Thắng tỏ ra khá bình thản. Tôi không ngạc nhiên khi biết tin Trọng Hùng được ông Park gọi lên tuyển. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Đánh giá về Trọng Hùng, huấn luyện viên Đức Thắng không ngần ngại dành cho những lời khen ngợi có cánh. Thậm chí nhà cầm quân này còn khẳng định, ở khía cạnh nào đó, Trọng Hùng còn hay hơn cả người đàn anh Phan Văn Đức khi thi đấu ở đội tuyển Việt Nam. Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Kỹ thuật của cậu ấy không phải quá xuất sắc, nhưng bù lại là tốc độ tuyệt vời. Cậu ta có tư duy xử lý bóng cực kỳ hiệu quả ở không gian hẹp. Tôi tin huấn luyện viên Park triệu tập Trọng Hùng là có lý do. Cậu ấy chắc chắn là phương án tiềm năng để gây đột biến và làm thay đổi cục diện trận đấu. Nếu so sánh với Phan Văn Đức, Hùng thậm chí chơi hay hơn nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh đến khả năng bứt tốc của cậu ấy. Ở V-League giờ, ít ai sánh bằng. Dình dẫn lời vị cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa. Ở mùa giải năm nay, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chính là người khai phá và tận dụng tối đa hết mức tài năng của tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng. Vị chiến lược gia này không ngần ngại trao cơ hội ra sân thường xuyên cho tiền vệ sinh năm 97. Đáp lại sự tin tưởng của người thầy, Trọng Hùng đã chơi cực kỳ xuất sắc và ấn tượng. Một suất triệu tập lên đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo chính là minh chứng cho điều đó. Các bạn thân mến, Hà Nội FC gây chấn động châu Á, V-League hưởng lợi, thay đổi vị thế Việt Nam. Những năm qua, thành tích của các câu lạc bộ Việt Nam ở đấu trường châu Á là rất nghèo nàn. Nhưng năm nay, với vụ nổ của Hà Nội FC, vị thế của bóng đá Việt Nam đã nâng lên một tầm cao mới. Trên đấu trường châu Lục, bóng đá Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý. Trong khi các đội tuyển, từ đội tuyển Việt Nam, U23, U22 Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét ở đấu trường châu Lục, thì giải vô địch quốc gia Việt Nam lại có thứ hạng khá tệ trên bảng xếp hạng châu Á. Điều này xuất phát từ thành tích nghèo nàn của các câu lạc bộ Việt Nam mỗi khi ra thi đấu ở đấu trường châu Lục. Chỉ đến khi Hà Nội FC, cùng với đó là Bình Dương, gây ấn tượng mạnh mẽ ở AFC Cup 2019, thì thực trạng kể trên mới dần được thay đổi. Việc Hà Nội FC lọt vào đến chung kết liên khu vực của AFC Cup và chỉ dừng bước trước câu lạc bộ 25 tháng 4 theo luật bàn thắng sân nhà, sân khách, đây giống như một vụ nổ mà đội bóng thủ đô tạo ra trên đấu trường châu Lục. Cân nhắc lại rằng lần cuối cùng một đội bóng V-League tiến xa đến vậy ở sân chơi châu Lục đó là vào năm 2009. Tức cách hôm nay chẵn một thập kỷ, khi ấy Bình Dương tiến vào đến bán kết AFC Cup 2009. Tuy nhiên, chặng đường mà Bình Dương đã đi 10 năm trước bằng phẳng hơn rất nhiều so với Hà Nội FC năm nay. Do thể thức thi đấu của giải đấu này thay đổi theo hướng vô cùng phức tạp, gây bất lợi cho các đội bóng Đông Nam Á. Với thành tích tiến vào đến chung kết liên khu vực của AFC Cup 2019, Hà Nội FC góp phần quan trọng để nâng tầm cho bóng đá Việt Nam. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội tuyển quốc gia ghi dấu ấn đậm nét. U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á, bán kết ASEAN 2018, đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, tứ kết giải vô địch châu Á Asian Cup 2019 và thành công của Hà Nội FC được xem là sự tiếp nối đáng ghi nhận. Theo Footy Ranking, hành trình của Hà Nội FC ở AFC Cup kết thúc, xếp hạng của giải đấu Việt Nam V-League trên bình diện châu Á hiện là 16. Trước khi Hà Nội FC và Bình Dương ghi dấu ấn ở AFC Cup năm nay, V-League tụt xuống rất sâu nhưng hiện tại đã được cải thiện đáng kể. Nếu may mắn hơn, Hà Nội đã có thể vượt qua câu lạc bộ 25 tháng 4 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và khi đó thứ hạng của V-League trên bảng xếp hạng giải đấu châu Á sẽ còn tăng đáng kể hơn nữa. Hiện tại V-League là giải đấu có xếp hạng tốt thứ 3 của khu vực Đông Nam Á trên bình diện châu Á. Giải vô địch quốc gia Thái Lan, Thái League giữ vững vị trí số 1 giữa Đông Nam Á và hiện đang xếp thứ 8 tại châu Á. Hiện Thái League còn xếp sau Trung Quốc, Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE.
Philippines đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á ở vị trí thứ 13, trong khi Việt Nam đứng thứ 3 ở vị trí thứ 16. Malaysia đứng thứ 18 trong khi vị trí Singapore là hạng 19. Nếu ở mùa giải tới, Hà Nội FC vẫn duy trì được thành tích tốt tại AFC Cup, thì ngày Việt Nam vượt qua Philippines sẽ đến rất nhanh thôi. Và cũng xuất phát từ thành công của Hà Nội FC, các câu lạc bộ thuộc V-League có lẽ cần nhịn nhận việc tham dự đấu trường châu lục theo góc nhìn khác với hiện nay. Việt Nam cần hướng về AFC Champions League, chứ không thể chỉ hài lòng với AFC Cup, giải đấu vốn chỉ là hạng 2 trong hệ thống các giải đấu cấp câu lạc bộ ở châu Á mà thôi.